Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 357 của bộ truyện tiên hiệp giải tập nhân đạo chí tôn Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ trong đạo giới chi môn chuyển ra một trang chấn động kịch liệt tràng cảnh hai con cự thú hỗn độn chân đạp hỗn độn hải chém giết xung quanh sinh mệnh của thụ xuất hiện ở trong đáy mắt mọi người đột nhiên không trung chật vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ già rào, rào từ trong đạo giới chi môn bay ra đám mảnh vỡ kia không dám lưu lại lập tức giống như mặt nước nhanh chóng chảy về phía xa xa tiếp theo một tầng khí hỗn độn bay ra một con cự thú hỗn độn vừa mới giao ra khỏi đạo giới chi môn đã bị kéo ngược trở lại không biết con từ tử hỗn độn này là khởi nguyên đạo thần hay là tứ diện thần đây đại tự mệnh đã là vô địch rồi lôi trạch không khỏi lẩm bẩm hắn sắp chết rồi bên cạnh lôi trạch đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hắn vội vàng nhìn lại chỉ thấy trung nhạc chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn cũng đang nhìn về phía đạo giới chi môn đại tự mệnh sắp chết rồi Trung Nhạc ảo não nói ngữ khí có chút tiếc hận Trong lòng đám người lôi trạch Hậu thổ và đại toại khẽ giật mình Có chút không hiểu hắn Đại tư mệnh sắp chết rồi sao Điều này sao có thể Hiện tại đại tư mệnh mượn hào quang đại đạo Do mở ra đạo giới mang tới Nhất cử trở thành đạo thần Hơn nữa còn là đạo thần cường đại nhất từ trước tới nay cho dù là những tồn tại gần với đạo thần như lôi trạch, hậu thổ, hoa tư, phong núi trung, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, hắc bạch nhị đế và thiên lên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại cộng thêm đại tư mệnh trời sinh chính là thân thể vô địch, sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Hiện tại nói đại tư mệnh là tồn tại cường đại nhất từ trước tới nay cũng không phải là quá đáng. Thực lực hiện tại của hắn đã viễn siêu hơn Phục Mân Đạo Tôn thời kỳ đỉnh phong. Phục Mân Đạo Tôn tại thời kỳ đỉnh phong cũng không có thành tựu kinh người như vậy. Tồn tại cường đại như vậy ai có thể giết chết được hắn đây? đạo tâm của hắn quá yếu, thực lực lại quá mạnh mẽ, ngược lại sẽ ép vỡ đạo tâm của chính mình. Trung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn đạo giới chi môn, từ đạo giới chi môn quan sát chàng lại chiến trong đạo giới kia, thực lực của đại tư mệnh hiện tại quá mạnh mẽ, cường đại tới mức bao trùm trên hết thảy mọi thứ. Cho dù Trung Nhạc ở trong đầu chính mình mở ra hỗn độn, dùng bí cảnh đạo nhất làm đạo giới trở thành thần nhân bản cổ của đạo giới vũ trụ bản thân, cũng tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn. Đạo thần của Trung Nhạc là tự chứng đạo của hắn bất đồng với chứng thiên địa vũ trụ trong cơ thể của hắn không diễn biến được sự hùng kỳ vĩ lực của vũ trụ chân chính bởi vì lĩnh ngộ của bản thân hắn có thiếu hụt cho nên đạo giới trong cơ thể của hắn luôn có các loại các dạng thiếu hụt mà đại tư mệnh chính là chứng thiên địa thành đạo thần hai con đường này đều có chỗ tốt riêng trung nhạc là một đại đạo luân hồi bổ toàn thiếu sót của bản thân đã không còn sơ hở chí mạng hơn nữa bản thân chính là bản cổ của đạo giới là đạo thần của chính mình vẫn còn lưu lại lưu trữ được ý thức của bản thân đạo tâm vững chắc đạo giới của hắn chính là đại đạo của hắn chính là đạo tâm của hắn tự chứng là tự chứng bản thân tự chứng tự tâm chứng đại đạo của chính mình đạo tâm của một người dù sao vẫn có chút khiếm khuyết không có khả năng hoàn toàn giao cảm dung hội với đại đạo không có khả năng đạt tới đạo tâm hoàn mỹ nhất đạo tâm hoàn mỹ là không có bất kỳ tình cảm nào cũng không có bất kỳ thiện ác gì chỉ có đạo đồ vật mà trung nhạc không thể buông bỏ quá nhiều đạo tâm bất luận tu luyện mài rũa tới mức nào cũng không thể đạt tới tình trạng trạng thái hoàn mỹ nhất phù hợp nhất với đại đạo cho nên đạo của hắn cũng không có hoàn mỹ đạo giới cũng không có hoàn mỹ không thể so với đạo giới chân chính được đây chính là nguyên nhân thực lực của hắn không thể bằng được với đại tư mệnh trung nhạc nghĩ muốn lại tiến thêm một bước thì cần phải chứng thiên địa tiến vào trong đạo giới một lần mới có khả năng siêu việt thân đại tư mệnh đại tư mệnh chứng thiên địa trở thành thiên địa chủ, trở thành đạo thần chi chân chính. Cái này cần có đạo tâm cực cao khiến cho đạo của đạo giới tán thành hắn. Mà đạo tâm của đại tư mệnh thì lại quá yếu. Cho dù hắn mượn cơ duyên mở ra đạo đạo thần cường đại nhất từ trước tới nay, thế nhưng đạo tâm yếu ớt như vậy không thể phù hợp với đại đạo thiên địa của đạo giới. Tất nhiên sẽ bị đạo giới bài xích. Đạo giới là giới trí cao, quy tắc đại đạo vận hành chính là đạo lý của nó. Không có đạo tâm cường đại sẽ không có tiền vốn được đạo giới tiếp nhận mặc dù đại tư mệnh có nhục thân vô cùng cường đại, tu vi vô cùng cường đại, lực lượng vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn chưa chứng đạo tâm của hắn. Từ sau khi Trung Nhạc tham gia khai mở đạo giới lần trước, đã thật sâu minh bạch chỗ đáng sợ ở trong đấy. Nếu như đạo tâm của một người quá yếu, quá kém, lại hết lần này tới lần khác có được lực lượng vô địch thế gian, vậy sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Kẻ đó không thể giáng ngự loại lực lượng đáng sợ đó, ngược lại sẽ bị lực lượng của chính mình, chính bản thân mình hủy diệt đại tư mệnh có đại đạo sinh mệnh đại đạo sinh mệnh khiến cho hắn có được năng lực bất tử bất diệt không có khả năng khả năng bị lực lượng của bản thân hủy diệt vậy thứ hủy diệt đại tư mệnh chính là đạo của đạo giới sự tồn tại của hắn đối với đạo giới là một sự uy hiếp thật lớn dù sao trước đây hắn từng cùng với trung nhạc phá hủy đạo giới một lần một kẻ có được lực lượng đáng sợ như vậy lại có đạo tâm yếu ớt như vậy hơn nữa trước đây đã từng hủy diệt qua đạo giới một lần đạo tâm của hắn đã vi phạm quy tắc của đạo giới vậy đại đạo của đạo giới cũng sẽ không khoan nhượng hắn tiếp tục tồn tại, nhất định là phải uốn nắn hắn. Trong hình ảnh tương lai mà Trung Nhạc đã nhìn thấy, cũng đồng dạng trong hình ảnh tương lai mà Đại Tư Mệnh đã nhìn thấy, đạo quang mang giết chết Đại Tư Mệnh kia hẳn chính là đạo quang của đạo giới. Đại Tư Mệnh biểu hiện càng cường hoành, đạo tâm lại càng yếu ớt, cách tử vong của hắn lại cũng càng gần hơn. Trong đạo tâm của Đại Tư Mệnh có một đạo quang mang tương lai do Trung Nhạc ẩn giấu. Hắn thông qua đạo đạo quang tương lai này cảm ứng được đạo tâm của đại tư mệnh đã bị lực lượng cường đại của bản thân tàn phá tới mức nào đạo tâm quá yếu thực lực càng cường đại sức càng không thể tự chủ càng không thể tự chủ đạo tâm sụp đổ sẽ càng nhanh chóng hơn trên phương diện lý giải đối với đạo thần từ vừa mới bắt đầu đại tư mệnh đã xuất hiện sai lầm đại tư mệnh cho rằng chỉ cần giết vào đạo giới hàng phục được đại đạo sẽ có thể trở thành đạo thần chân chính sự sùng bái đối với lực lượng đã khiến cho hắn bỏ quên việc mà ma luyện đạo thân hiện tại đã không cần trung nhạc chém một đao trên đạo tâm của hắn nữa thực lực của bản thân đại tư mệnh đã có thể ép cho đạo tâm của hắn sụp đổ rồi thất tín bội nghĩa không có nguyên tắc vì mục đích có thể làm ra bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tồn tại bậc này đạo giới cũng tuyệt đối không thể dung thứ trung nhạc cảm thụ được đạo tâm của đại tư mệnh trong lòng càng lúc càng trầm trọng đạo tâm của đại tư mệnh đã bị lực lượng cường đại của bản thân ép vỡ chật để ép cho vỡ nát hiện tại đại tư mệnh đã không chút cố kỵ toàn lực phát ra uy năng của chính mình thậm chí ngay cả đạo giới cũng bị hắn đánh cho chấn động đánh cho băng liệt hắn cách tử vong cũng càng lúc càng gần tương lai của đại tư mệnh vẫn chưa từng cải biến quá trong lòng của trung nhạc có chút nghi hoặc cái tương lai này của đại tư mệnh thật ra vẫn là có liên hệ mật thiết với hắn có thể nói là do một tay trung nhạc thúc đẩy luân hồi của đại đạo đạo giới là do trung nhạc dùng đại đạo luân hồi nhất thống bản thân trung nhạc cũng có tư tâm của chính mình ngay sau khi hắn thành công một lần nữa nghịch chuyển tiên thiên đã phát hiện đạo tâm của chính mình có chỗ thiếu hụt cho nên lập tức thư động đại đạo luân hồi xuyên qua đạo giới khiến cho đạo giới ổn định lại cướp đoạt cơ duyên mở ra đạo giới hành động này một là để thăng chính mình chuẩn bị cho chính mình tu thành đạo thần tiến vào đạo giới chân chính hai là không lưu cơ duyên này cho luân hồi thánh vương tránh cho địch nhân quá lớn mạnh nhưng hành động này đồng dạng cũng khiến cho đại tư mệnh nhận được vô tận hào quang đại đạo hơn phân nửa cơ duyên mở ra đạo giới mang tới đều thuộc về hắn khiến cho thực lực của hắn tăng vọt tu vi tăng vọt đạo tâm lại thoáng cái bị ép vỡ âm 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 trong chấn động kịch liệt đạo giới chi môn cơ hồ nổ tung một cỗ thi thể đẫm máu từ trong đạo giới chi môn lan xuống chính là tứ diện thần toàn thân của hắn cơ hồ bị đại tư mệnh đánh cho vỡ nát tứ chi con cự thú hỗn độn này đột nhiên bành trướng triệu hồi ra một tầng khí hỗn độn cật lực bao phủ thân thể vỡ vụn của chính mình lại, một lần nữa xông thẳng về phía đạo giới. Mà vào lúc này, thân thể to lớn của đại tư mệnh chặn lại toàn thể đạo giới chi môn, khiến cho người bên trong không thể xông ra, người bên ngoài cũng không vào được. Hắn đứng sừng sững ở nơi đấy, bốn mặt đều là chính diện, không có bất kỳ góc chết nào, tay nâng sinh mệnh của thụ, toàn thân sắt khí nghiêm nghị, khí tức thô bạo bá đạo, dập trời ngập đất, chân hắt tử vi vũ trụ cổ lão, lục đạo giới và khu luân hồi thứ bảy khiến cho tất cả sinh linh trên thế gian này cơ hồ đồng thời quỳ mọp xuống, căng căng thẳng thẳng. tả vĩnh viễn sẽ là chúa tể của cái vũ trụ này. Trong tay của đại tư mệnh, sinh mệnh của thụ bốc lên diễm quang hừng hực, tràn ngập quang mang màu sắc đồng đậm, rọi sáng toàn thể tử vi. Hắn đứng ở trên cao, ánh mắt nhìn xuống trung nhạc. Đại thoại ở phía dưới nhìn xuống tử vi, nhìn xuống hết thảy mọi thứ ở trên thế gian, phảng phất như đang nhìn từng con, từng con kiến hôi vậy có một loại cảm giác trưởng không hết thảy mọi thứ ở trong tay chúc mừng đại tư mệnh đã trở thành đạo thần sắc mặt của trung nhạc bình tĩnh nói nếu đại tư mệnh đã thành đạo thần sao không thả sư huynh ta và hoa tư nương nương rời khỏi đạo giới đi ánh mắt của đại tư mệnh đảo qua hắn ngữ khí đạm bạc nói thái hoàng đế nhạc ta đã khoan nhượng người rất lâu rồi ồ oh, chẳng lẽ đại tư mệnh muốn vi phạm khế ước khốn đốn mà chúng ta đã định ra hay sao cặp mày của trung nhạc khẽ nhướng lên một cái hỏi khế ước hỗn độn sao đại tư mệnh cười ha hả à, 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 hiện tại khế ước hỗn độn còn có thể làm gì được ta nữa đây khế ước hỗn độn còn hữu hiệu với ngươi nhưng đã vô hiệu với ta rồi lực lượng mà ta nắm trong tay đã bao trùm trên hỗn độn điển hình như con cự thú hỗn độn này một cô chấn động kịch liệt từ trong đạo giới chuyển ra khởi nguyên đạo thần bị đánh cho thổ huyết mang theo hỗn độn liên lăn lông lốc trên mặt đất đập thẳng lên trên một ngọn đạo sơn đại tư mệnh ngạo nghĩ nói hỗn đốn có thể đối địch với ta hay sao ta trưởng khống được đạo giới chính là đã trưởng khống được hết thảy mọi thứ tâm niệm ta vừa động sẽ có thể thôi động thế giới hóa huyết tế hết thảy sinh linh của tử vi đại thủ của ta quét một cái sẽ có thể khiến cho hết thảy sinh linh trong vũ trụ của lão chết cá ta búng tay một cái là có thể toàn bộ lục đạo giới sẽ sụp đổ đế nhạc Ta có cần phải tuân theo khế ước khốn độn nữa hay sao? Trung nhạc lắc đầu nói Đạo tâm của ngươi đã xong đời rồi Đại tư mệnh Ngươi hẳn là có chút kính sợ Sao? Ta phải kính sợ cái gì đây? Đại tư mệnh Tới khởi sinh mệnh của thụ Quét thẳng về phía Trung nhạc Hắn cười lại một tiếng nói Còn có cái gì đáng cho ta đáng kính đáng sợ nữa đây? Không Ngươi phải kính sợ chính là Thân hình Trung nhạc đột nhiên bạo khởi càng lúc càng khổng lồ không gian vô tận giống như không biết bao nhiêu mặt lăng kính xoay chuyển xung quanh hắn vô cùng khủng bố tế đao chém xuống chính là chấm tiên thiên thần đao chém mạnh lên sinh mệnh của thụ một vầng quang mang đẹp mắt quét ra bốn phương tám hướng hai chân trung nhạc lạng trạng bất ổn lùi về phía sau mấy bước trung nhạc đột nhiên chỉ tay một cái khu lân nổi thứ bảy âm ầm, ầm bạo động các vị đại đế hoàng triều đang đứng sừng sững trên từng cái từng cái tiết điểm trong khu lân nổi thứ bảy lập tức tự động khu lân nổi thứ bảy vô số linh quang ba động xông thẳng về phía đạo giới rõ ràng là đám luân hồi đằng có thành khu luân hồi thứ bảy đế nhạt người cũng dám vi phạm khế ước hỗn độn hay sao đại tư mệnh quét mạnh sinh mệnh của thụ ngăn cản vô số sợ luân hồi đằng hắn cười lại một tiếng nói người muốn kéo đạo giới mới vào trong luân hồi để cho ta cũng bị đại đạo luân hồi khống chế hay sao người không sợ bị đồng hóa thành khí hỗn độn hay sao Trung Nhạc dâng lên một tiếng, lập tức cảm giác được khí ức hỗn độn ở trên lồng ngực chính mình đang bạo phát. Một luồng khí hỗn độn từ trong lồng ngực hắn chui ra, rất nhanh khuếch, khuếch tán. So ra, hắn quả thật vẫn là thua kém đại tư mệnh một bậc. Đại tư mệnh làm trái khí ước cũng không có bất kỳ dị tượng nào, mà hắn thì có thể cảm giác được khí hỗn độn đang đồng hóa chính mình. Đây chính là sự chênh lệch, bất quá không kéo đại tư mệnh trở về dưới sự khống chế của đại đạo luân hồi, đại tư mệnh tuyệt đối chính là tồn tại vô địch, ai biết đạo giới tới lúc nào mới sẽ giết chết hắn đây. Đại tư mệnh dùng sinh mệnh cổ thụ càn quét rất nhiều luân hồi đằng, nhưng vẫn có mấy sợi luân hồi đằng chui vọt vào trong đạo giới, không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng nói. Đế nhạc, người dám làm như vậy, ta sẽ huyết tế tử vi. Đại tư mệnh, chung Ai... Trung nhạc thở dài một tiếng, thôi động đao quang tương lai. Đao quang trong đạo tâm đại tư mệnh bùng phát, triệt để phá hủy đạo tâm của hắn. chỉ là tiểu đạo mà thôi đại tư mệnh mỉm cười nói tinh vực tử vi âm ầm chấn động thế giới hoa xuất hiện mát ngát vô biên bao phủ hết thảy không gian của tử vi người sẽ nhìn thấy thiên đình của ngươi ở trước mặt ta căn bán là không chịu nổi một kích kìa đại tư mệnh cười ha hả đang định thôi động thế giới hoa huyết tế tử vi trong lúc bất chợt hắn chợt cảm ứng được một tia không giống với bình thường trong đạo giới đám quang mang đại đạo đang bùng phát đột nhiên trở nên vô cùng nóng cháy một đạo quang mang chợt chém thẳng về phía của hắn. Đạo đạo quang mang này cực kỳ mê người, trầm tịch vô thanh, tự hồ không có bất kỳ uy năng gì cả. Đạo quang mang này làng lặng lặng phóng tới trước mặt của đại tư mệnh, hắn nhấc sinh mệnh của thụ lên ngăn cản, sinh mệnh của thụ lặng yên không một tiếng động, gãy ra làm đôi. Sau đấy, đạo quang mang này xẹt qua cần cổ của đại tư mệnh, phảng phất như không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào vậy. Đạo quang mang mê người kia tiếp tục bay ra khỏi đạo giới chi môn, bay về phía của trung nhạc vẫn là không có bất luận tiếng động gì, không có bất kỳ uy năng gì. Không xong rồi, ta cũng đồng dạng với đại tư mệnh, trước đây từng săn bằng qua đạo giới, đối với đạo giới hiện tại cũng là một uy hiếp cực lớn. Da đầu của Trung Nhạc nhất thể tê dại, nhìn chằm chằm đạo quang mang đang bay tới kia. Phía sau đạo quang mang này là hình ảnh cái đầu của đại tư mệnh đang rơi xuống. Đạo đạo quang kia giống như chặt dưa sắp rau vậy, cực kỳ dễ dàng đã giết chết đại tư mệnh tồn tại cường đại nhất từ trước đến nay cũng không ngăn cản được cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự nào lại thuận thế phóng tới chém chém hắn khiến cho trung nhạc có chút không ngờ tới đại tư mệnh là đạo tâm triệt để tan rã không phù hợp với đại đạo của đạo giới mà thực lực lại quá mạnh bởi vậy đại đạo của đạo giới mới chém hắn cái này vẫn nằm trong phạm trù có thể lý giải Thế nhưng ngay sau đó đạo giới lại muốn chém trung nhạc cái này liền có chút khiến cho người ta không thể lý giải trung nhạc vẫn chưa trở thành đạo thần Nói một cách chính xác, hắn vẫn chưa tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần của đạo giới này. Sao đạo giới lại muốn chém hắn đây? Đạo quang mang kia, thế tới hung mãnh, lại khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Tích chứa hết thẻ ảo diệu của đạo giới, giết chết đại tư mệnh như không có gì, khiến cho người ta căn bản không thể chống lại uy năng của nó được. Bật quá, ta không phải là đại tư mệnh, đại tư mệnh không thể tránh thoát được, thế nhưng ta lại có thể. Trung nhạc quyết định thật nhanh, phi thân lùi về phía sau, trước người sau lưng vô số vầng sáng luân hồi không ngừng xoay chuyển dùng đại đạo luân hồi chặn thế tới của đạo đao quang kia xẹt 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 từng tiếng từng tiếng kêu khẽ vang lên khóe mắt trung nhạc nhè loạn chỉ thấy từng đạo từng đạo vầng sáng luân hồi bị đạo quang đao quang kia xuyên qua đại đạo luân hồi trước giờ đánh đâu thắng đó cũng không thể khiến cho đạo quang mang này dừng lại chút nào mau truyền mệnh lệnh của chấm lập tức tự động khu luân hồi thứ bảy kéo đạo giới xuống cho chấm thần thức trung nhạc ba động lập tức hạ lệnh đám đại đế hoàng triều thủ tại khu luân hồi thứ bảy kia lập tức triệu tập chư thần toàn lực thôi động khu luân hồi thứ bảy toàn thể khu luân hồi thứ bảy nhất thời liền sáng lên quang mang chiếu rọi hai vạn bốn ba trăm ba mươi năm luân hồi đằng biến thành từng đạo từng đạo linh quang chui vào trong đạo giới sắc mặt trung nhạc ngưng trọng đại tư mệnh đã chết không biết cái ức hỗn độn có còn hay không không biết có còn hiệu lực hay không thế nhưng bất luận như thế nào hắn cũng phải nhất định phải kéo đạo giới vào trong luân hồi lực lượng của đạo giới thật sự là quá cường đại năng lượng cường đại như vậy bao trùm trên các giới nghĩ muốn sống sót chỉ có kéo đạo giới vào trong luân hồi khiến cho đạo giới trở thành một vòng trong luân hồi bị quản chế bởi khu luân hồi thứ bảy chỉ cần đạo giới bị quản chế bởi khu luân hồi thứ bảy đạo quang mang của đạo giới kia mới sẽ bị đại đạo luân hồi quản chế được mới có thể bị đại đạo luân hồi của trung nhạc phá giải hoặc là trực tiếp ném đạo đạo quang kia vào trong luân hồi khiến cho đạo đạo quang kia không tìm được phương vị của trung nhạc mà vào lúc này Trung Nhạc trong lúc vội vội vàng vàng lướt nhìn một cái, chỉ thấy thân thể đã đổ dạp xuống của Đại Tư Mệnh đột nhiên có khí hỗn độn sinh ra. Khí hỗn độn từ trong nhục thể không đầu của hắn không ngừng tràn ra, phiêu đãng xung quanh Đại Tư Mệnh, thôn phệ thân thể của Đại Tư Mệnh. Trong lòng Trung Nhạc thoáng trầm xuống, đó là khí ước hỗn độn mà Đại Tư Mệnh và hắn đã định ra. Đại Tư Mệnh sau khi mở ra đạo giới, trở thành đạo thần, tự nghĩ thực lực vô địch, vẫn là nhúng tay vào hạ giới, suýt chút nữa là đã huyết tế tử vi lúc đấy nội dung khế ước mà trung nhạc và hắn đã định ra chính là trung nhạc không được kéo đạo giới mới và trong luân hồi mà đại tư mệnh và chưa thần vương dưới trướng của hắn cũng không được hạ giới không được nhúng tay vào trong hạ giới đạo giới và hạ giới nước sông nước giếng không xâm phạm lẫn nhau lúc đại tư mệnh còn sống khế ước côn đồn không làm gì được hắn thế nhưng sau khi hắn chết rồi khế ước côn đồn rứt cuộc xâm thực thi thể của hắn hóa ra sau khi đại tư mệnh chết đi khế ước côn đồn cũng không có bông tha cho hắn như vậy trong lòng Trung Nhạc cũng có chút sợ hãi. Hắn đã ký qua không biết bao nhiêu khí ức hỗn độn, đầu tiên là ký với mẫu hoàng đại đế, sau đó là với đại tư mệnh, sau đó nữa là với Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần, Thiên Hắc Bạch Nhị Đế, cũng có cả Luân Hồi Thánh Vương nữa. Nhiều khí ức hỗn độn như vậy ở trên người, dung nhập trên lồng ngực, biến thành lạc ấn hỗn độn. Trung Nhạc vốn cho rằng đám lạc ấn hỗn độn này phiền phức cũng không lớn, thế nhưng hiện tại mới sâu sắc cảm giác được đáng sợ và có giải quyết như thế nào. Đại tư mệnh làm trái khế ước, sau khi chết cũng không bị khế ước cuốn độn bung tha. Đây chẳng phải là nói khế ước sẽ không vì tử vong mà biến mất hay sao? Vậy Trung Nhạc thì sao đây? Hiện tại, hắn đã làm trái nội dung của khế ước, mạnh mẽ kéo đạo giới vào trong luân hồi trừng phạt của khế ước, hắn là đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Trung Nhạc đột nhiên rên lên một tiếng, cảm giác được lồng ngực có cảm giác cực nóng, đau đớn, từng luồng từng luồng khí hỗn độn từ trong cổ áo của hắn chui ra, hiển nhiên khế ước đã toàn diện khởi động. Loại khế ức hỗn độn này thật đúng là khế ức chí mạng. Chậm chính là thiên hoàng đế thống ngự thần ma trong thiên hạ. Một cái khế ức hỗn độn hèn mọn không làm gì được ta đâu. Trung nhạc điều động sáu đại bí cảnh nguyên thần, sáu bí cảnh nguyên thần của hắn tương ứng phù hợp với đạo giới tử vi vũ trụ cổ lão khu luân hồi thứ bảy hư không giới và lục đạo giới mạnh mẽ chấn áp khí ức hỗn độn thế nhưng lạc ấn khí ức kia vẫn tiếp tục vận chuyển chỉ là tốc độ đồng hóa hắn thành hỗn độn đã chậm hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay trong nháy mắt này, đạo đao quang kia đã phóng tới gần hơn rất nhiều. Hắn rời xa đạo giới, từ xa nhìn lại, chỉ thấy đạo giới chi môn đã trở nên rất nhỏ. Hắn nhìn thấy Phong Vũ Trung đang nhanh chóng rời khỏi đạo giới, đã bước chân ra khỏi đạo giới chi môn. Đúng lúc này, bước chân của Phong Vũ Trung đột nhiên dừng lại, trên người xuất hiện một loại khí độ siêu nhiên. Sau đấy, hắn xoay người lại, bước lên một bước, tiến vào trong đạo giới chi môn, đưa lưng về phía chúng sinh bên ngoài đạo giới phong núi trung đã thành đạo trong nháy mắt sắp sửa rời khỏi đạo giới hắn đột nhiên đại ngộ đã trở thành đạo thần của đạo giới mới trung nhạc khẽ giật mình một màn này đúng là hình ảnh hắn đã nhìn thấy trong tương lai thậm chí ngay cả góc nhìn của thị giác cũng giống như đúc vậy phong núi trung vẫn là đã trở thành đạo thần trong các hình ảnh tương lai trong những chàng ác chiến về sau cũng đều không lại nhìn thấy tung ảnh của hắn nữa vị sư huynh này của chính mình có thể thoát khỏi bẫy dập đạo thần một lần nữa xuất hiện trong đại chiến tương lai hay sao Bệ hạ Trả đại đạo luân hồi lại cho ta Lúc này luân hồi thánh vương chật tiến về phía trung nhạc Kêu lên Ta đã hoàn thành khế ước rồi Giúp ngươi luân hồi Hiện tại đã tới lúc ngươi thực hiện hứa hẹn Trả đại đạo luân hồi hoàn chỉnh lại cho ta Nếu ngươi không trả Ngươi tuyệt đối không chịu nói Hai lần vi phạm khế ước đâu Ánh mắt trung nhạc chấp động Đột nhiên chỉ tay một cái Đại đạo luân hồi soạt một tiếng bay ra Bay về phía luân hồi thánh vương luân hồi thánh vương vừa mừng vừa sợ hồn nhiên không ngờ trung nhạc dễ dàng như vậy đã chịu trả đại đạo luân hồi lại cho hắn hai tôn luân hồi thánh vương một trái một phải tinh thần ba động bắt giữ đạo đại đạo luân hồi kia hai tôn luân hồi thánh vương đồng thời dẫn dắt đại đạo luân hồi nhập thể nhất tề ngẩn ra chỉ thấy đại đạo luân hồi quả thật đã khôi phục hoàn chỉnh nhưng bọn họ lại có tới hai người bất luận là một tôn luân hồi thánh vương nào đạt được đại đạo luân hồi một tôn còn lại liền không có khả năng đạt được hai người nhất thành ngẩn ra đột nhiên một tôn lân hồi thánh vương chợt mỉm cười nói chúng ta vốn là một thế phải chúng ta vốn là một thế là đế nhạc đã mạnh mẽ tách chúng ta ra tôn lân hồi thánh vương còn lại mỉm cười nói hiện tại chúng ta hẳn là nên dung hợp trở lại rồi đột nhiên hai tôn lân hồi thánh vương nhất tề ra tốc cấp thu đại đạo lân hồi hai người mạnh mẽ xuất thủ với nhau đồng thời thống hạ sát thủ với đối phương ta là chủ ngươi là thứ Người không cần phản kháng Để cho ta dung hợp người mới là chính đạo Không ta mới là chú Hai tôn lân hồi thánh vương đại chiến Tới nghiêng trời lệch đất Khiến cho đám người đại toại Và lôi chạch nhìn tới mức hai mặt nhìn nhau Từ khi trung nhạc một đao chém lân hồi thánh vương Chém lân hồi linh thai ra làm đôi Lân hồi thánh vương đã không còn là một trình thể Mà đã trở thành hai sinh mệnh độc lập Giống như huynh đệ song sinh cùng chứng vậy Quý tích nhân sinh của hai cái sinh mệnh hoàn toàn bất đồng nhau Một tôn đi theo đại tư mệnh Một tôn đi theo khởi nguyên đạo thần bọn họ mặc dù có thể tâm ý tương thông nhưng đã không phải là cùng một người nữa rồi thời điểm bọn họ đối mặt với những chuyện khác có thể liên hợp lẫn nhau song phương liên hệ nhưng tới thời điểm liên lụy tới lợi ích cuối cùng sự khác biệt giữa hai người sẽ liền phóng đại bất luận một tôn lân hồi thánh vương nào cũng đều muốn bảo lưu ý thức của chính mình biến đối phương thành phụ thuộc chứ không phải biến thành phụ thuộc của đối phương đột nhiên hoa tư nương nương chật lao ra khỏi đạo giới chi môn cao giọng nói đừng để ý tới luân hồi thánh vương nữa mau kéo đạo giới xuống nhét vào trong luân hồi trước đi bằng không bệ hạ chắc chắn sẽ gặp nạn thân thể đám người lập tức chầm xuống tiến vào khu luân hồi thứ bảy dốc toàn lực tế khởi khu luân hồi thứ bảy luân hồi đằng nhất thời cuồng bạo điên cuồng chui vào trong đạo giới lồng ngực trung nhạc truyền ra từng trận từng trận cảm giác đau đớn mà đọng Dao quang kia vẫn như cũ theo sát phía sau không gì không phá không đạo nào không phá mặc cho hắn sử dụng bất luận môn thần thông gì cũng đều không thể khiến cho đạo đao quang kia suy yếu đi chút nào được. Bất luận là tiên thiên dịch đạo của hắn hay là thần thông táng đạo, đạo giải, thần thông trụ quang, thần thông công gian, toàn bộ đều không thể ngăn cản được đạo quang mang kia. Mặc dù không nhìn ra được trong đạo đao quang này chất chứa uy năng gì, thế nhưng tuyệt đối là có thể dễ dàng mà giết chết hắn. Bát đạo lân hồi Thân thể của trung nhạc chấn động, lục giới trong cơ thể nổ vang. Lại có một đạo đại đạo lân hồi xuyên qua lục giới ngay sau đó xuyên qua biết cảnh vũ trụ trong cơ thể hình thành nên bát đạo luân hồi bát đạo luân hồi vừa nhất thống khí tức trung nhạc nhất thể tăng vọt thành công chấn áp lạc ấn hỗn độn lật tay nghênh đón đạo đao quang kia bàn tay của hắn ấn xuống đại trưởng nhận như đao chém về phía đạo đao quang kia đại đạo luân hồi trong cơ thể hắn chính là hắn tại thời điểm mở ra hỗn độn trong đầu diễn biến biết cảnh đạo nhất thành đạo giới mở lại lục giới lập ra vũ và trụ nhất thống luân hồi của lục giới hình thành nên đại đạo luân hồi đại đạo luân hồi này là đại đạo tiên thiên hơi chút bất đồng với đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương nhưng chỗ ảo diệu cũng không thua kém đại đạo luân hồi bao nhiêu xoẹt một tiếng đạo Đạo quang kia va chạm với bàn tay của trung nhạc đột nhiên khe chấn động một cái nhộn nhạo giống như sóng gận vậy cơ hồ là bị một đạo này của trung nhạc chấn vỡ nhưng ngay sau một khắc đạo đạo quang kia đã tự ổn định trở lại cơ hồ chặt đứt bàn tay của trung nhạc trung nhạc bị đau vội vàng rút tay trở lại chỉ thấy bàn tay chính mình đã bị chém đứt bốn khúc xương có một loại đạo vận tự nhiên đang ngăn cản cơ thể hắn tự mình chữa trị đạo quang đã giết chết tại tư mệnh quả nhiên là bất phàm đạo đạo quang kia thoáng bị cản trở một chút trung nhạc lập tức biến độn bỏ chạy thân hình chầm xuống rơi vào khu luân hồi thứ bảy âm 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 tám cánh tay của hắn chấn động vô số đại đạo nhất thời bay ra bốn phương tám hướng vô số đạo đại đạo nhất thời bay ra bốn phương tám hướng xuyên qua khu luân hồi thứ bảy giống như một bàn tay to lớn mọc ra vô số ngón tay nắm lấy hết thảy toàn bộ luân hồi đằng của khu luân hồi thứ bảy ở trong tay tế trung nhạc quát lớn một tiếng pháp lực khủng bố thúc dục từng đạo từng đạo đại đạo tiên thiên kia tế khởi toàn bộ luân hồi đằng điên cuồng chui vào trong đạo giới lúc này đạo đạo quang kia cũng bay tới chính diện chém thẳng về phía hắn trong khu luân hồi thứ bảy vang lên từng tràng từng trang đạo âm vô số vị đại đế đứng ở từng cái từng cái tiết điểm trong khu luân hồi thứ bảy lập tức bộc phát ra ngàn vạn quang mang toàn lực vận chuyển pháp lực thôi động luân hồi đằng đám người đại toại lôi trạch hoa tư và hậu thổ cũng thi triển toàn bộ thủ đoạn gia trì luân hồi đằng khiến cho luân hồi đằng xâm nhập vào trong đạo giới trung nhạc xoay người lại cầm lên hai vạn bốn ngàn ba trăm ba mươi năm khúc luân hồi đằng đã linh quang hóa vác lên trên lưng ra sức kéo về phía trước cùng lúc đấy mấy ngàn vị đại đế hoàng triều cũng nhau nhau tiến lên cầm lên dây mây linh quang ra sức kéo xuống xuống đi cho ta vô số thanh âm đồng thời cầm lên thiên điện đổ vang chấn động vô số lân hồi đằng xuyên qua đạo giới kéo tòa đạo giới vừa rồi mới khai mở này và trong luân hồi trung nhạc nhất thời thập phào nhẹ nhõm lúc này đạo đạo quang kia đột nhiên một trận suy nhược soạt một tiếng chém lên mi tâm của hắn bệ hả đám đại đế nhất thời kinh hô thất thanh trung nhạc giơ tên lên bắt lấy đạo đạo quang kia đang muốn chui vào trong mi tâm chính mình quái miệng chảy xuống một tia vết máu trong mi tâm của hắn một vòng xoáy luân hồi mang theo huyết sắc đang nhanh chóng hình thành số lượng vòng xoáy luân hồi càng lúc càng nhiều vòng vòng mà bao phủ lẫn nhau đột nhiên trung nhạc giật không kiên trì nổi đạo đạo quang kia cắt ra bàn tay của hắn biến mất trong vòng xoáy huyết sắc chư đế khẩn trương nhìn chằm chằm hắn chỉ thấy trung nhạc đứng yên ở nơi đấy không có chút cử động Dầm Tám đạo quang luân sau đổ trung nhạc Đột nhiên giống như đổ sứ vậy Hết thảy đều vỡ nát Từng đạo từng đạo quang luân nhau nhau biến mất Khiến cho trong lòng bàn tay mọi người Nhất tề cả kinh Dầm một tiếng Tám đạo quang luân sau đổ trung nhạc Đột nhiên giống như đổ sứ vậy Hết thảy vỡ nát Từng đạo từng đạo quang luân nhau nhau biến mất Khiến cho trong lòng mọi người nhất tề cả kinh Trong nhãn đồng của đại tội lóe lên hỏa quang hừng hực Ngăn cản đám người không cho bọn họ tiếp cận trung nhạc không cần đi qua đấy trung nhạc vẫn như cũ đứng ở nơi đó vòng xoáy huyết sắc giống như thần nhãn thứ ba trên mi tâm vẫn đang điên cuồng chuyển động đào đạo quang kia đang đóng đinh trên thần nhãn thứ ba của hắn rất nhanh liền tiêu thất biến mất một lúc sau vòng xoáy huyết sắc trong thần nhãn thứ ba của trung nhạc dần dần bình tĩnh trở lại đột nhiên mi tâm của hắn chật khép lại che giấu đi thần nhãn thứ ba máu huyết dung nhập ngay cả một tia khe hở cũng không lưu lại đám người lôi trạch hậu thổ vội vàng tiến tới đang định đỡ hãi, lấy hắn thế nhưng trung nhạc đã xua tay mỉm cười ôn hòa nói không có trở ngại gì lớn không cần cẩn trương hậu thổ nương nương có chút chần chừ nói vậy khí hỗn độn của ngươi trong cổ áo của hắn vẫn như cũ có khí hỗn độn như có như không tràn ra mặc dù trung nhạc nói không có trở ngại gì lớn thế nhưng hiển nhiên tình huống của trung nhạc cũng không quá lạc quan uy lực của đạo đạo quang do đạo giới phát ra kia thật sự là đáng sợ chém chết đại tư mệnh dễ như trở bàn tay chặt đứt sinh mệnh cổ thụ cũng dễ như lấy đổ trong túi cho dù trung nhạc đã kéo đạo giới vào trong luân hồi khiến cho đạo của đạo giới bị khống chế bởi luân hồi nhưng có thể vây khốn được đạo đạo quang kia hay không cũng không một ai có thể nắm chắc cộng thêm trung nhạc đã làm trái khí ức hỗn độn là cấn hỗn độn bạo phát có thể nói là nội ngoại sắp công loạn trong giặc ngoài bất luận một tia sơ sót nào cũng có khả năng chết không có chỗ trôn thật sự là không có chẳng ngại gì lớn. Trung nhạc khẽ mỉm cười, đột nhiên rời khỏi khu luân hồi thứ bảy, tiến về phía đạo giới chi môn. Đại thoại thấp giọng nói: Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chúng ta đi theo thôi. Lôi trạch, Hoa Tư, hậu thổ và đại thoại vội vàng đuổi theo Trung nhạc. Chỉ thấy Trung nhạc đi tới bên ngoài đạo giới chi môn, đảo mắt quan sát chiến trường, nhìn về phía địa phương đại tư mệnh đã chết, thân thể đại tư mệnh đã trượt để biến mất trong khi hỗn bất quá khí hỗn độn vẫn như cũ còn đang cột rửa còn có thể nhìn ra được nhục thân của hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa đi mà tứ diện thần bị đánh văng ra khỏi đạo giới vẫn chưa kịp quay vào đạo giới phong hữu trung đã trở thành đạo thần hơn nữa đại tư mệnh trở thành đạo thần còn trước cả phong hữu trung trong đạo giới đã có đạo thần đạo giới chi môn sẽ liền tiến hành khảo nghiệm tồn tại tiến vào đạo giới hoặc là phải lột đi cấu thân hoặc là phải tiến vào không có con đường thứ ba Tứ diện thần muốn đánh vào đạo giới căn bản là không có khả năng, bởi vì khảo nghiệm của đạo giới hiện tại đoán chừng nhất định phải đối mặt với thần thông hoặc là bảo vật đạo thần của Đại Tư Mệnh và Phong Nguyễn Trung. Phong Nguyễn Trung được thiên hạ tôn xưng là đạo thần, đạo tôn, Đại Tư Mệnh lại càng là tồn tại được trung nhạc tán thưởng là vô địch, tứ diện thần tuyệt đối không có khả năng đánh vào đạo giới. Con đường còn lại chính là lột đi cố thân, cái này đối với tứ diện thần cũng là không có khả năng hắn chính là sinh vật từ trong hỗn độn lên bờ không thể lột bỏ cấu thân vì vậy tứ diện thần nhất định là đã rời khỏi nơi này đoán chừng là nhìn thấy trung nhạc đã kéo đạo giới mới vào trong luân hồi cho nên trước thời hạn bỏ chạy tránh cho bị trung nhạc ngăn cản luân hồi thánh vương cũng không còn ở đây nữa không biết bọn họ đã dung hợp lại hay chưa hơn phân nữa là tứ diện thần đã cùng với luân hồi thánh vương rời khỏi rồi lôi trạch tiến lên phía trước nhìn thấy nhục thân của đại tư mệnh chìm trong khí hỗn độn vẫn còn đang không ngừng tiêu thất thở dài một tiếng nói đáng thương đại tư mệnh cũng là một đời hùng kiệt nhưng không ngờ không chết trong tay địch nhân mà lại chết trong tay đạo giới do chính mình khai mở hoa tư nương nương nhìn cô thi thể trong khí hỗn độn kia cảm khái ngàn vạn lần nàng nói sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ vậy mà lại có kết cục như vậy thật sự là dị số mà đây là kiếp số của việc mở ra đạo giới và tinh vực tử vi hay sao đại tội cũng tiến lên nói loại thuyết pháp kiếp số này giả dối và hư áo bất quá chỉ là bịa đặt mà thôi trung nhạc lắc lắc đầu nói có lẽ không phải là bịa đặt đâu đại tư mệnh khai mở đạo giới và tử vi hiện tại đã ứng kiếp mà chết đại toái khai mở hư không giới yểm tư thị bị diệt tộc phục mân đạo tôn khai mở lục đạo giới phục khi thần tộc trầm luân suốt 10 vạn năm hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì hồn phi phách tán vậy ta khai mở khu luân hồi thứ bảy sẽ có kiếp số gì đang chờ đợi ta đây đám người liếc nhìn nhau một cái đại toại mỉm cười nói bệ hạ cho dù ngươi mở một giới mới sẽ có kiếp số bất quá cũng chỉ là khắc chết phục mân đạo tôn và đại tư mệnh mà thôi ta không phải là vẫn còn sống hay sao bệ hạ không cần quá mức lo lắng bệ hạ hồng phúc tể thiên nhất định sẽ có thể gặp giữ hóa lành ta cũng chỉ hy vọng là vậy trung nhạc phân phó cho chư đế đồng thời di rời thi thể của đại tư mệnh kể cả khí hỗn độn về thiên đình hắn nói chậm muốn nhìn một chút xem năng lực đồng hóa của khí hỗn độn tới cùng là mạnh được đến đâu muốn nhìn một chút xem cỗ thi thể này có lại bị khí hỗn độn hoàn toàn hóa đi hay không sau khi di rời thi thể đại tư mệnh về thiên đình các ngươi ngày đêm ghi chép lái tình hình của đại tư mệnh bị đồng hóa báo cho ta nghe chư đế xưng vâng không dám tiếp xúc trực tiếp với khí hỗn độn thế khởi pháp lực di rời thi thể của đại tư mệnh đi vận chuyển tới thiên đình bệ hạ cái đầu của đại tư mệnh và sinh mệnh của thụ bị chém gãy đã không thấy đâu nữa rồi Kim thần đế bẩm báo nói. Ánh mắt của Trung Nhạc chấp động, hắn mỉm cười lên tiếng. Không cần để ý, kẻ lấy đi đầu lâu của đại tư mệnh và sinh mệnh của thú chính là con lỏng lang dạ sói. Bất quá đại tư mệnh cũng đã chết rồi, sinh mệnh của thú cũng đã gãy. Hai món đồ này bất quá chỉ là bảo vật bình thường mà thôi, không cần quá để tâm. Đột nhiên, hỗn đồn vũ và chừng 100 vị đại đế ra sức lôi kéo một chiếc cổ thuyền khổng lồ chạy tới, chính là thiên dực cổ thuyền chiếc cổ thuyền kia bị hơn 100 vị đại đế dùng từng đạo, từng đạo đại đế để cấp khóa lại, vẫn đang không ngừng dễ dụa, nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc của chư đế. Bệ hạ, chiếc thiên dực cổ thuyền này đã sống lại rồi, tự sinh ra huyết nhục. Hỗn đột vũ lớn tiếng nói. Thủy Long còn không tỉnh lại. Lôi Trạch thế vậy, vội vàng phóng người bay qua, cao giọng quát lớn. Người còn muốn ngây ngô, đần độn tới khi nào nữa đây? Chiếc thiên dực cổ thuyền kia đình chỉ dãy ruộng, thân tàu xoay chuyển đầu thuyền đối diện với lôi trạch chỉ thấy một con tiên thiên thần long hòa làm một thể với thân tàu đầu thuyền tương dung với đầu rồng đầu thuyền tương dung với đầu rồng huyết nhục của tôn thủy tổ long vương này cũng đã khôi phục lại hoàn toàn hoàn chỉnh toàn thân long lân sáng ngời uy phong lẫm lẫm chính là vị lão tổ thứ hai của thánh điệu lôi trạch thủy long thần vương thủy long đầu nhập vào đại tư mệnh trở thành một trong những thần vương trung tâm nhất dưới chứng của hắn về sau đại tư mệnh khai mở đạo giới thất bại lại bị phản bội đánh lén dẫn tới thân tử đạo tiêu thủy long đã dung nhập bản thân với thiên dực của thuyền phát thể sẽ tìm mọi cách phục sinh đại tư mệnh thời điểm trung nhạc dùng thân phận dịch tiên sinh chấn thủ chấn thiên quan chiếc cổ thuyền này đã chìm vào trong dòng tinh hà bên ngoài chấn thiên quan suốt hai trăm vạn năm vẫn luôn luôn chưa từng bị ai phát hiện có một ngày đã bị bộ hạ tạo vật chủ và đế quân của trung nhạc phát hiện lôi từ trong tinh hà ra về sau thiên dực cổ thuyền mang theo trung nhạc tránh né sự truy sát của đám người thái phùng xông vào Trấn thiên phổ phục sinh đại tư mệnh đã hoàn thành nguyện vọng trước khi chết của thủy long sau đấy đại tư mệnh đã phục sinh rất nhiều thần vương năm xưa đi theo chính mình duy nhất chỉ có không phục sinh thủy long mà lần này đại tư mệnh phục sinh thủy long chính là muốn lợi dụng tính mạng của thủy long để áp chế lôi trạch và trung nhạc vẫn chưa phóng xuất hắn ra khỏi thiên vực của thuyền đại tư mệnh dùng tính mạng của thủy long để uy hiếp lôi trạch từ đầu tới cuối đều bị thủy long đã phục sinh nhìn vào trong mắt nghe vào trong tay sau khi đại tư mệnh chết đi đạo giới mới bị trung nhạc mạnh mẽ kéo vào trong luân hồi hắn không còn mặt mũi nào gặp lại lôi trạch chỉ đành quay đầu bỏ chạy thế nhưng không ngờ thiên hạ rộng lớn khắp nơi đều là lãnh địa của trung nhạc hắn còn chưa chạy đi được bao xa thì đã bị hỗn độn vũ xuất lĩnh hơn 100 vị đại đế bắt giữ trung nhạc không nhanh không chậm nói lôi trạch thủy tố luôn có đảm đương có trách nhiệm thân là đệ đệ của lôi trạch thủy tố thủy long không phải là không có đảm đương không có trách nhiệm đấy chứ Thủy Long chầm mặc trong chốc lát, hắn lên tiếng nói: "Ta hối hận vì những hành vi trước đây, hiện tại đã biến thành một chiếc thuyền thay cho đi bộ, trục tội vì trước đây đã đối nghịch với huynh trưởng." Trung Nhạc mỉm tiếng nói: "Ta tinh thông đại đạo lần hồi, có thể giải thoát ngươi khỏi thiên vực của thuyền, ngươi có thể yên tâm." Thủy Long lắc đầu nói: "Không, ta cam nguyện làm thuyền." Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía đạo giới chim Môn trong mắt có chút kiêng kỵ nói năm xưa chư thần luyện chế thiên dực cổ thuyền mục đích là vì xuyên toa qua bất luận thời không nào thậm chí ngay cả đạo giới cũng có thể tùy ý ra vào không biết chiếc cổ thuyền này còn có tác dụng này hay không thủy long thoáng có chút do dự nói trước để chúng ta và đại tư mánh không biết trở cao đất giống cho rằng có thể sẽ rách không gian đạo giới tiến vào trong đó hiện tại xem ra chỉ là vọng tưởng mà thôi nếu ta trở thành đạo thần hắn là có thể mang theo người người khác cùng chân ta đạo giới được Thế nhưng hiện tại thì là không được Trung nhạc chỉ đành xem như bỏ qua Lại nhìn đạo giới một cái Mỉm cười nói Địch nhân của chấm đang ở trong đấy Đáng tiếc chấm không thể giết vào Chém xuống đầu của địch Trong đạo giới chi môn đột nhiên Chuyển ra tiếng cười của khởi nguyên đạo thần a à à, 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 Bệ hạ khẩu khí thật lớn Bệ hạ người đã thân chịu trọng thương Mệnh không bao lâu bất cứ lúc nào cũng có khả năng tắt thở lại còn cố gắng chống đỡ chạy tới ngoài cửa đạo giới dạo ai còn dám tuyên bố giết vào đạo giới hay sao trên mặt trung nhạc mang theo nụ cười thản nhiên nói khởi nguyên đạo huynh nếu ngươi cảm thấy chấm thân bị trọng thương sao không xuống đây tự mình tự lấy tính mạng của chấm đi trong đạo giới chi môn một thân ảnh tôn đạo thần viết ngạn dần dần từ hư ảnh biến thành thực chất khởi nguyên đạo thần chắp hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống, ánh mắt bao quát đám người, hắn lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, người làm trái khứ khốn đốn, ngay cả nhục thân đại tư mệnh cũng không chịu nói, cả huống chi là ngươi đây, cộng thêm một kích kia của đạo giới, ngay cả đại tư mệnh cũng có thể giết chết được. Ngươi lại mạnh mẽ dùng đại đạo đã nổi phong ấn trong cơ thể chính mình. Đạo đạo quang kia giống như giòi bám trong xương, khiến cho ngươi không thể chạy thoát được, thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp ngươi." Muốn tính mạng của ngươi mà hiện tại ngươi căn bản không thể sử dụng tu vi được bởi vì chỉ cần ngươi sử dụng tu vi ngươi sẽ lập tức chết ngay trước chết bởi đạo đao quang kia sau đó lại sẽ bị hỗn độn đồng hóa hắn lạnh lùng nói cho dù hiện tại đạo đao quang kia giết không chết ngươi thế nhưng là ấn hỗn độn cũng sẽ không ngừng giàn vặt ngươi khiến cho ngươi sống không bằng chết kia. bệ hạ người đã là nò mạnh nhất đà rồi cần gì cố gắng chống đỡ đấy. hiện tại Ngươi hẳn là nên từng ngốm, từng ngộm tẩu huyết mới phái. Đột nhiên khí tức của Trung Nhạc nhất thể ẻo ải, không ngừng phun ra mấy ngụm máu, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị mất mạng. Hắn ngừng đầu, thở hồn hề nói. Khởi nguyên đạo huynh, hiện tại Ngươi... đã hài lòng rồi chưa? Hiện tại ngươi có dám rời khỏi đạo giới, đến giết chấm hay không? Con người của khởi nguyên đạo thần đột nhiên con rút lại trong khoảnh khắc trung nhạc lại thần thái sáng láng như cũ hắn mỉm cười nói chẳng lẽ khởi nguyên đạo huynh vẫn chưa trở thành đạo thần ấy sao hoặc là ngươi sợ chậm đã nửa chết nửa sống này người sợ ta có đúng không khởi nguyên đạo thần cười ha hả phất té một cái nói người có giỏi thì lên đây ta dạy ngươi viết hai chữ kính sợ vậy ngươi có giỏi thì xuống đây chấm sẽ dùng máu của ngươi viết trên mặt đất một chữ thảm thật lớn kìa hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi khởi nguyên đạo thần xoay người rời đi cười lạnh một tiếng nói bệ hạ tương lai của đại tương mệnh đã ứng nhiễm, bị chém chết trước tòa đại môn này bệ hạ rất nhanh rất cùng giống như hắn thôi bệ hạ tốt nhất là hào háo chuẩn bị hậu thế đi thôi tương lai người đã định trước là phải chết rồi ta tội gì bực bội với bệ hạ đấy ngư khí của trung nhà có chút thất vọng nói hóa ra người vẫn là không dám xuống khởi dã hồi chiều tại thiên đình hai vị nương nương âm phiền huyên và hoa tiến bân đi ra nghênh đón trung nhạc phân phát chư đế trở về cương vị của chính mình chỉ lưu lại hai vị nương nương đi theo bên cạnh hắn đột nhiên sắc mặt của hắn chợt sáng mắt không ngừng ho khan há miệng phun ra một đạo khí hỗn độn sắc mặt hai vị nương nương đại biến vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn không đáng ngại vẫn chưa lấy nổi tính mạng của ta phun ra rồi sẽ không có gì trở ngại trung nhạc thở ra một tiếng nói đáng tiếc phòng sư huynh lại không có ở đây nếu có hắn ở đây Nhất định sẽ có biện pháp đối phó với lạc ấn hỗn độn này Hoa Thiên Mân nói Bệ hạ Ba vị lão tổ tông lôi trách Hoa Tư và Hậu Thố Cũng cùng cảnh giới đạo thần không xa nước kia Chỉ cần bọn họ lại chấm đi cố thân Sẽ có thể tiến vào đạo giới Mời phong độ tôn hạ giới Sao lại không Không được Ngư khí của Trung Nhạc quả quyết nói Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn Tuyệt đối là không thể nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần có thể nhanh nhất nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần chỉ có mỗi mình sư huynh là làm được thôi không thể để cho bọn họ một lần nữa rơi vào sự trường khống của đạo giới được cặp mày của âm phiền huyên khẽ cao lại nhẹ giọng nói thường thế của bệ hạ nghiêm trọng tới mức nào vậy không phải là vấn đề nghiêm trọng tới mức nào trung nhạc cởi xuống nghi phục của chính mình lộ ra đám lạc ấn hỗn độn ở trên ngực thần nhãn thứ ba huyết sắc trên mi tâm chậm rãi xuất hiện lộ ra vòng xoáy huyết sắc bên trong hắn mỉm cười nói ta cũng không có bị thương chứ là nếu như bạo phát sẽ liền chí mạng hiện tại ta chỉ là dùng tu vi chấn áp lạc gắn hỗn độn dùng đại đạo luân hồi phong ấn đạo quang của đạo giới bất luận cái nào cũng không thể khống chế được đột phá phong ấn chấn áp của ta cũng sẽ khiến cho ta trực tiếp tử vong ta không nói cho đám người đại tại biết chính là sợ bọn họ lo lắng cũng sợ để lộ tin tức kìa hai nàng nữ tử lướt nhìn nhau một cái sắc mặt ngưng trọng lạc ấn hỗn độn trên lồng ngực trung nhạc đang không ngừng biến hóa trong nháy mắt đã biến hóa ra vô số hình dạng thay đổi vô số các loại hình thái không ngừng luyện hóa nhục thân của trung nhạc nhược nhục thân của trung nhạc vô cùng cường đại mặc dù không bằng được nhục thân hoàn mỹ của đại tư mệnh thế nhưng cũng không kém bao nhiêu nhục thân của hắn chính là đạo nghi muốn luyện hóa đạo của trung nhạc thành khiếu hỗn độn chính là cực kỳ khó khăn đại đạo nhục thân của trung nhạc thiên biến vạn hóa tùy thời tùy chỗ cải biến kết cấu của nhục thân kết cấu của đại đạo bởi vậy lạc ấn hỗn độn cũng không ngừng biến hóa nhằm vào nhục thân của hắn khắc chế đại đạo biến hóa của hắn từ tình huống biến hóa của lạc ấn bên trên lồng ngực trung nhạc tới xem trung nhạc hẳn là đang đối kháng với hỗn độn dùng hơn nửa pháp lực đại đạo của chính mình để đối phó biến hóa của lạc ấn hỗn độn mà trong thần nhãn thứ ba trên mi tâm của hắn nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện trong thần nhãn nội tàng vô tận thời không ngàn vạn luân hồi đạo đau quang kia đang xuyên toa trong từng cái từng cái luân hồi trong đám luân hồi này sấm chớp rền vang đủ các loại thần thông giống như thiên uy ẩm ầm bạo phát nỗ lực làm suy yếu uy năng của đạo đạo quang kia nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng bất luận là thần thông gì đều dễ dàng bị đạo đạo quang kia chém đứt không ngăn cản được nó chút nào đây chính là tình cảnh hiện tại của trung nhạc khởi nguyên đạo thần nói không sai hiện tại trung nhạc căn bản không dám sử dụng pháp lực thần thông chỉ hơi chút lơ là hắn thật sự sẽ chết không có chỗ chôn khởi nguyên đạo thần không nắm bắt được tình hình chân thực của ta cho nên mới không dám hạ giới bật quá hắn sẽ không trở quá lâu đâu trung nhạc mặc lại quần áo nói hiện tại hắn vẫn chưa trở thành đạo thần đợi sau khi hắn và đám người hắc bạch nhị đế trở thành đạo thần sẽ không trở quá lâu và sẽ hạ thủ với ta hắn không biết tình cảnh chân chính của ta tất nhiên sẽ xuất thủ thăm dò trước mà biện pháp hắn thăm dò chính là giống như tình hình ta đã nhìn thấy trong tương lai vậy hạ thủ với hoàng triều của ta hắn phun ra một ngụm chọc khí nói cản đô thần vương chính là kẻ gặp nạn đầu tiên ta đã để cho cản đô đi tới khu luân hồi thứ bảy ở nơi đó có tư mệnh bảo hộ cho hắn hẳn là không có vấn đề gì lớn cả hắn thử không ra sâu cạn của ta bước tiếp theo chính là nhằm vào tổ đình và hoàng triều của ta rồi hắn cần một tồn tại thay hắn đảm nhiệm mặt ngoài nâng lên danh hào thảo phạt thiên đế tranh đoạt đế vị với ta mà đám tồn tại bọn hắn và hắc đế thì ở phía sau âm thần xuất thủ trong tương trợ ánh mắt trung Nhạc chấp động nói kẻ ngoài mặt này hẳn chính là tộc trưởng của hách tư thị đại đế hách liên khuyên ngọc hách liên khuyên ngọc và chư đế hách tư thị kết hợp cùng một chỗ sẽ giống như vân tướng quân đã dự đoán vậy có tới bốn trăm vị đại đế mặc dù đối với ta chỉ cần búng tay một cái là sẽ có thể phá được nhưng thế lực của khởi nguyên đạo thân và thiên không chỉ đơn giản như vậy còn có chuyển thế thân của ba ngàn đại đế tương cố trong lục đạo giới kia nữa thiên từ sớm đã liên lạc với bọn họ trong ba ngàn đại đế có hơn phân nữa là sẽ phản bộ lại ta. Sắc mặt của âm phiền huyên và hoa tiến mân đại biến. Còn có một đám đại đế thì sẽ quanh tay bằng quang, cộng thêm đám tân đế ra tâm bừng bừng khác nữa. Tất nhiên cũng sẽ nhân cơ hội nổi lên làm loán. Trung nhạc tiếp tục nói. Dưới chướng hách lên khuyên ngọc sẽ tụ tập hơn 5.000 vị đại đế, hình thành xu thế phân cắt thiên hạ với ta. Các người giúp ta ngăn cản bọn họ. Âm phiền huyên và hoa tiến mân lức nhìn nhau một cái. Âm phiền huyên hỏi thực lực của hách lên khuyên học thì như thế nào ta cũng không biết được thực lực của hắn mạnh tới đâu cũng không quan hệ tới đại cục trung nhạc lạnh nhạt nói hắn cường đại tới đâu cũng không mạnh hơn được ta đâu cũng chẳng quan hệ tới đại cục khởi nguyên đạo thần chỉ là muốn đẩy hắn ra làm kẻ ngoài mắt trong hách tư thế có 16 vị địa hoàng truyền thế cũng cần phải chú ý bọn họ mới là cường giả trong cường giả có thể trở thành địa hoàng đều là tồn tại có trí tuệ và thực lực đỉnh cao nhất trong một thời đại trong khoảng thời gian này ta cần phải bế quan mượn dùng luân hồi thiên cầu để suy diễn biện pháp giải quyết lạc ấn hỗn độn và đạo quang của đạo giới ta cần tự phong ấn trong luân hồi thiên cầu một đoạn thời gian hoàng Triều sẽ là do đạo thân của ta chấp chướng các người phụ tá trung nhạc tiếp tục nói trong khoảng thời gian này sẽ cực kỳ hung hiếm. các thái tử của chẫm đều chấn thủ ở ngoại giới nhưng nếu có việc lập tức triệu hồi bọn họ trở về hai vị đương nương gật đầu xưng vâng trung nhạc đứng dậy đi tới tạ phụ cung đang định tiến vào trong lân hồi thiên cầu thương hải đế đột nhiên vội vàng vội vàng chạy tới hắn nói bệ hạ việc lớn không tốt rồi trung nhạc có chút kinh ngạc mỉm cười nói ô oh, bạch sư huynh người chậm rãi nói một chút đi thương hải đế nói người bảo chúng ta nhìn tình huống biến hóa của nhục thân đại tư mệnh ta thủ ở đây đấy nhìn thấy nhục thân của đại tư mệnh không ngừng biến hóa biến thành khí ôn đốn khí ôn đốn càng lúc càng nắng đã nghiền ép thiên đình, nghiền ép công gian Đã rơi vào trong hỗn đốn bên ngoài vũ trụ rồi Trung nhạc ghé giật mình Sao? Đã rơi vào trong hỗn đốn bên ngoài vũ trụ rồi sao? Thương hải đế gật đầu Phải Vợ ta dự định đuổi theo Đã bị ta giữ lại Trung nhạc vội vàng nói Vậy nhục thân đại tư mảnh đã hóa hết chưa? Thương hải đế thoáng do dự một chút Lắc lắc đầu Tựa hồ vẫn chưa hóa hết được Hẳn là còn lại một khối thịt Trung nhạc nhất thời ngẩn ngơ tính toán nói Nhục thân của đại tư mánh Cũng không hoàn toàn bị khiếu hốn độn đồng hóa Nói như vậy Chỉ cần ta đặt tới cường độ nhục thân của đại tư mánh Sẽ có thể không sợ là cấn hốn độn nữa rồi Những khí hốn độn trên người ta này Muốn làm trái cái nào thì cứ làm trái cái đó thôi Nhưng muốn đặt tới trình độ của đại tư mánh Cũng không phải là dễ dàng Hắn lập tức tiến vào luân hồi thiên cầu Khởi động kiện đệ nhất trọng khí từ trước tới nay này suy diễn biện pháp đối phó với đạo quang, đạo giới và lạc ấn hỗn đồn. Mà đạo thân dịch tiên sinh thì từ tổ đình đi tới thiên đình chấp trưởng chính vụ, âm phiền huyên trở lại âm khăng thị, từ đi chức vị tộc trưởng lập một tộc trưởng mới, sau đó liền trở lại thiên đình. Hoa thiên mân cũng từ đi chức vị nữ hoa nương nương lập một vị nữ hoa nương nương mới, trở lại thiên đình chuyên tâm phụ tá cho dịch tiên sinh. Mấy năm sau trong thiên hạ có tin tức âm thầm truyền lưu nói Thái Hoàng Bệ Hạ làm việc nghịch thiên trong trận chiến đạo giới mạnh mẽ kéo đạo giới vào trong luân hồi thật tín bội nghĩa vì thế đã bị đạo giới trừng phạt thân chịu trọng thương hiện tại tính mạng không còn bao lâu nữa kìa rồi lại có tin tức nói thái hoàng vô đức phản bộ lại đại tư mệnh ám toán đại tư mệnh vì vậy đã độc phát khế ước quân ngày đêm tập kích hắn phá hủy đạo hạnh của hắn ta phá hủy tu vi của hắn thái hoàng hiện tại đã là miệng cọp gan thó không chứng tiếp tục thống lĩnh chưa đế nữa rồi lại có tin tức nói đế nhạc hiện tại đã là tiên thiên thần ma đã nghịch chuyển tiên thiên lại tự tàng tự quý không ngoại truyền công pháp nghịch chuyển tiên thiên của chính mình ra dự định độc chiếm thiên hạ vĩnh viễn ngồi lên trên đế vị kìa toàn bộ những lời đồ này đều là sự thật khiến cho hoàng triều rơi vào bị động rất nhiều đại đế đi theo trung nhạc đã lâu âm thầm cầu kiến dịch tiên sinh khẩn cầu dịch tiên sinh truyền thụ pháp môn nghịch chuyển tiên thiên sau khi bị cự tuyệt liền lòng sinh hận ý đối với hoàng triều không còn trung tâm như trước nữa tại đệ nhất lục đạo giới một chiêu này là có chút tản nhẫn không giống như thủ bút của khởi nguyên đạo thân hẳn là thủ bút của một vị thân thích của ta rồi lúc bấy giờ trung hoàng thần tiếp đãi trung thanh võ và chuyển thế thân của hai mươi vị địa hoàng đám người trao đổi một chút đại thế thiên hạ gần đây cũng nói tới những lời đồ này trung hoàng thần mỉm cười nói dùng sự thật để chấn động cơ nghiệp của phụ hoàng gây xích mích nhân tâm tả thuyết mê hoặc lòng người đây là thủ bút của bá phụ ta thành vô đế hỏi huỳnh trưởng nói chẳng lẽ là vị bá phụ kia sao hắn thế nhưng đã yên lặng rất lâu rồi đúng vậy đúng là hắn trung hoàng thần mỉm cười nói phong bá phụ chính là thiên đạo thân của thiên phụ thân nói hắn là thiên ý thân của thiên năm xưa đã từng nhiều lần đối nghịch với phụ hoàng về sau phụ hoàng trở thành thiên đế lung đoạn thiên địa chính thống hắn liền mai danh ẩn tích xuống thời điểm vân tướng quân thống kê đại đế trong thiên hạ ngẫu nhiên đã phát hiện tung tích của hắn hắn hiện tại cũng đã tu thành đế cánh thế nhưng lại không liệt trên chữ đế bảng sư dịch đế hỏi vậy vị thiên ý thân mà các ngươi đang nói là là trưởng tử của phong đạo tôn phong vô ký nhân xưng vô kỵ tiên sinh là một nhà với bàn hồ thí trung hoàng thần nói những năm qua hắn vẫn luôn mai danh ẩn tính ẩn núp không xuất hiện phụ hoàng bởi vì hắn là con trai của phong độ tôn cho nên không muốn đối phó với hắn bằng không 10 cái hắn cũng sớm đã chết rồi trước đây phụ hoàng từng nói vị phong báo phụ này của chúng ta chính là phúc tinh của hắn phong báo phụ đối nghịch với phụ hoàng trăm trận chăm bái hắn đầu phục bất luận kẻ nào kẻ đó cũng đều thân bại sinh liệt kết cục vô cùng thê thảm các vị địa hoàng kinh ngạc nhao nhao mỉm cười nói Vậy mà hắn còn dám xuất hiện nữa hay sao Hắn là trí tuệ không địch lại phụ hoàng ta Cho nên mới nhiều lần ăn thiệt thòi Nhưng bản thân hắn vẫn cực kỳ lợi hại Thanh vô đế mỉm cười nói Hoài Ngọc Sư Huynh Cũng đã từng thấy gặp mặt qua hắn mấy lần Khuyên hắn nhận sai với phụ hoàng Hoài Ngọc Sư Huynh còn từng nhắc qua Với ta chuyện này Chỉ là hắn nhất định không chịu À đúng rồi huynh trưởng Người trấn thủ đại nhất lục đạo giới Tổ tinh chính là ở nơi này Trên tổ tinh có kỳ tài ngút trời nào hay không Có Trung Hoàng Thần mỉm cười nói Cũng có một chút kỳ tài Đều đã được Phụ Hoàng tiếp dẫn đi ra Ví dụ như Nhiều Đế, Thuấn Đế, Vũ Đế Vũ Đế chính là Ngọc Đế hiện tại 2800 năm trước Tổ Long còn từng chuyển thế tới Tổ Tinh Làm Thủy Hoàng Đế, Thống Nhất Thiên Hạ Câu Trần ca ca người cũng cách đây không lâu Đã đi tới Tổ Tinh một chuyến Lên làm Thái Dương Thần một lần Bảo là muốn lập lại trật tự của Tổ Tinh Hắn dùng Vũ làm họ Dùng Nhật xuất Đông Phương chỉ mới trở về 300 năm trước mà thôi. Thời điểm đó linh của một đám ma thần hạ giới có không ít đã chuyển thế tới tổ tinh, bị hắn giết chết, chết vô số. Ồ, còn có chuyện tình bậc này nữa hay sao? Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, hiện tại khoa học kỹ thuật trên tổ tinh đại thánh đang lúc chế tạo một loại thần binh, ý đồ muốn bay ra khỏi tổ tinh kìa. Trung hoàng thần mỉm cười nói, ta cách đây không lâu cũng tìm được một kiến, thiếu chút nữa đã có thể bay ra khỏi Thái Dương hệ rồi bất quá cho dù có bay ra khỏi thái dương hệ đoán chừng cũng sẽ rơi vào trong hỗn thiên đồ ta không biết tâm ý của phụ hoàng bằng không sớm đã tu kiện hồn thiên đồ này lại rồi đám người đang lúc nói chuyện phiếm đột nhiên có thần tướng báo lại nói có rất nhiều đại đế đi ngang qua đại nhất lục đạo giới thành thế vô cùng to lớn trung hoàng thần có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi là đại đế phương nào vậy có đưa lên bái tiếp thông báo tính danh hay không cũng không có Gã thần tướng kia nói Thần tử xa quan sát Chính là thế đánh cờ hiệu của hách tư thí Đại đế dẫn đầu Mơ hồ chính là khuê ngọc đại đế Khí tượng vạn thiên Còn có 16 vị đại đế nữa Cũng đều không tầm thường Khí tượng là kinh người Khuê ngọc đại đế ư Là hách lên khuê ngọc hay sao Trung hoàng thần có chút suy tư nói Phụ hoàng bảo ta Phải cẩn thận với kẻ này Nói hắn ra tâm bừng bừng Hách liên khuyên ngọc đi ngang qua đại nhất lục đạo giới của ta Cũng không có chào hỏi ta tiếng nào cả Thật sự là có chút quá đáng rồi Bên cạnh hắn có 16 vị đại đế Nhất định là 16 vị địa hoàng hách tư thí Thời kỳ địa kỳ rồi Thánh võ đế Các vị địa hoàng chúng ta đi xem một chút nào Ánh mắt của thái hạo đế sáng lên Mỉm cười nói 16 triệu địa hoàng hách tư thị sao Hách tư thí cũng là đại tộc Không thua kém gì phục khi thị ta 16 vị địa hoàng này ta à, thế nhưng đã nghe từ lâu rồi thế nhưng chưa có cơ hội gặp mắt ngày hôm nay có cơ hội gặp mắt quả thật không thể bỏ qua đám người đứng dậy đi ra khỏi thiên đình thiên giới dãi mắt nhìn lại chỉ thấy khí tượng chư đế Phạn thiên các vị địa hoàng thần thánh phi phàm khí độ ung dung đều là tuyệt đại nhân vật thế nhưng không ngờ một đời này lại tụ chung ở một chỗ mà vị đại đế dẫn đầu kia khí vận hưng vượng ngũ hoa tụ đỉnh từng vân lợn lờ khiến cho đám người nhìn tới mức đều thất kinh đế khí của kẻ này vô cùng hưng vượng đã ngưng tụ thành thực chất thật sự là kinh người thánh võ đế đột nhiên nói ta ở chỗ của vân tướng có học qua được pháp môn quan khí đây là khí thế của thiên tử cũng không phải là khí thế của thiên đế lời này vừa ra 17 vị đại đế kia nhau nhau nhìn lại bộ dáng có chút không vui ồ oh, hóa ra là hai vị điện hạ Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 356 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Và cũng là tập cuối cùng của ngày hôm nay Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại